Di Đà Phật, xin chào các đệ hữu. Sau đây là phần Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện chép tay của mình. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện trọn bộ. Chí tâm quy mạng lễ. Nguyện hương. Bài văn phát nguyện. Bài kệ khai kinh. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Uyển Thượng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thần thông trên cung trời đeo lợi. Phẩm thứ nhất, Phật hiện thần thông. 2. Trời rồng hội hợp. B. Đức Phật phát khởi. 4. Trưởng giải tử phát nguyện. 5. Bà La Môn nữ cứu mẹ. 2. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thần phân thân tập hội. Phẩm thứ hai, 1. Hóa thân cùng quyến thuộc. 2. Đức Như Lai an ủi ủy thác. 3. Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện quán chúng sanh nghiệp duyên. Phẩm thứ ba, 1. Phật mẫu thưa hỏi. 2. Bồ Tát lược thuật. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nghiệp cảm của chúng sanh. Phẩm thứ tư, Bồ Tát phân chỉ. 2. Định Từ Tại Vương bạch hỏi. 3. Ông vua nước lân cận. 4. Quan mục cứu mẹ. Năm, Tứ Thiên Vương hỏi Phật. 6. Phương tiện giáo hóa. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Uyển Thượng hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Uyển Trung. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện danh hiệu của địa ngục. Phẩm thứ năm, 1. Bồ Tát Phổ Hiền hỏi. 2. Danh hiệu của địa ngục. 3. Tội báo trong địa ngục. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Như Lai tán thán. Phẩm thứ sáu, Phật phóng quang dặn bảo. 2. Phổ quảng thưa thỉnh. 3. Phật dạy sự lợi ích. 4. Khỏi nữ thân. 5. Thân xinh đẹp. 6. Quỷ thần hộ vợ. 7. Khinh chê mắc tội. 8. Tiêu tội chướng. 9. Siêu độ vong linh. 10. Khỏi nô lệ. 11. Sanh con dễ nuôi. 12. Ngày thập trai tụng kinh được phước. 13. Danh hiệu của kinh. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện lợi ích kẻ còn người mất. Phẩm thứ 7. 1. Khuyên tu thánh đạo. 2. Trưởng giải bạch hỏi. 3. Kẻ còn người mất đều được lợi. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Phẩm thứ 8. Vua Diêm La Vương cùng Quỷ Vương văn tập. 2. Vua Diêm La bạch Phật. 3. Phật giảng sở nhân. 4. Quỷ Vương bày thiện nguyện. 5. Chủ mạng trình thưa. 6. Khi sanh nở nên làm lành kiêng ác. 7. Lúc chết nên tu phước. 8. Đức Phật căn dặn. 9. Đức Phật thọ ký cho chủ mạng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện xưng danh hiệu của Phật. Phẩm thứ 9. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Uyển Trung hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Uyển Hạ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Phẩm thứ 10.
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Địa Thần Hộ Pháp Phẩm thứ 11. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thấy Nghi Được Lợi Ích Phẩm thứ 12. Đức Phật Phóng Quang Tuyên Cáo. 2. Quan Âm Cầu Thỉnh. 3. Đức Phật Tán Thán Và Hứa Khả. 4. Thấy Nghi Thêm Phước Trời. 5. Người Bệnh Được Lợi. 6. Tiên Vong Được Phước. 7. Nguyện Lớn Sớm Thành. 8. Được Trí Huệ. 9. Tai Nạn Tiêu Trừ. 10. Khỏi Hiểm Nguy. 1. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Dặn Dò Cứu Độ Nhân Thiên Phẩm thứ 13. Đức Phật Giao Phó. Bồ Tát Tuân Chỉ. 3. Hư Không Tạng Bạch Phật. 4. 28 Điều Lợi. Bảy Điều Lợi. Đại Hội Tán Thán. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyển Hạ Hết. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bạn nhất thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Sám thập phương. Sám thập phương và mười sám mười phương. Sám phổ hiền. Hồi hướng. Phục nguyện, tam tự quy y, và phần sau mình có chép danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát nè. Và có một số trang thì mình cũng diêu duyên cho hai đứa cháu tham gia chép cùng, nhưng thì chữ của hai đứa cháu cũng không có được đẹp cho lắm, mình cũng muốn diêu duyên cho hai cháu để tham gia. Sau đây là mình chép phần danh hiệu Địa Tạng cho hết quyển ạ. A Di Đà Phật, xin chào các đệ hữu ạ. Ha ha ha, Bụt Sam Mô Đi So Ha. Ha ha ha, Bụt Sam Mô Đi So Ha.